Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừ Tử. Tập 13. Chương 121, đội xe gia tộc thần đại. Dọn xong đồ đạc rồi, chúng ta xuất phát thôi. Chẳng biết tại sao, nơi này xuất hiện hai nhóm đánh nhau. Tần Thành lo lắng nói. Lão nghe được từng âm thanh chiến đấu, trong lòng lo lắng không yên. Lão biết, trên mảnh đất này, chỉ có hai nhóm người có thể làm ra trận chiến này là đội săn thú và ông chủ Trương Đồng Đản. Có điều lão suy nghĩ mãi cũng không ra, tại sao bọn họ lại đánh nhau. Tần Thành nhìn Lý Thúc Đồng và Khánh Trần, cuối cùng không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi, sáng sớm hai người đã lên núi, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Ví dụ, Lý Thúc Đồng, không có. Khánh Trần, không có. Tần Thành khó chịu mà không biết làm sao, mình còn chưa nói rõ chuyện gì, hai thầy trò nhà này đã vội vàng phủi sạch quan hệ. Nếu cuộc chiến bên kia núi không dính đến hai người này, lão sẽ đi đầu xuống đất. Lúc này, Lý Thúc Đồng nói với lão, lão Tần, anh giúp hai người bọn tôi tìm một bộ quần áo sạch sẽ chút. Theo tôi, quần áo Tần Đồng có lẽ chúng tôi mặc vừa đấy. Vì sao muốn thay quần áo? Tần Thành phân vân. Dù sao mặc trên người bộ jacket quá dễ nhận ra. Lý Thúc Đồng mỉm cười nói, với lại trông không giống người hoang dã. Da đầu Tần Thành có chút tê tê, không phải vì hai người vừa gây ra chuyện bị người ta nhìn thấy, nên mới muốn nhanh nhanh thay quần áo để không bị phát hiện ra. Lão nhanh chóng tìm được hai bộ quần áo, sau đó chỉ huy những người khác chuẩn bị xuất phát. Một lát sau, Khánh Trần mặc bộ quần áo mới bước ra, vừa đi vừa hỏi, sư phụ, ngài lại có dự định mới sao? Đúng, ta chuẩn bị dạy con tiết thứ tư. Lý Thúc Đồng cũng vừa thay quần áo xong bèn lên tiếng trả lời. Đột nhiên Khánh Trần có cảm giác mình bị nhìn trộm, hắn vội quay đầu lại đã nhìn thấy Tần Dĩ Dĩ cuống quýt chạy trốn. Hắn cầm quần áo vừa mới thay ra hỏi, sư phụ, tiết thứ tư này có nội dung là gì? Dạy con làm cách nào trở thành một thợ săn? Lý Thúc Đồng trả lời, con mồi là gì? Khánh Trần hỏi tiếp, chẳng phải chút nữa con sẽ biết sao? Hai người chôn bộ quần áo jacket vào trong đất. Trừ bàn ghế, Lý Thúc Đồng vẫn yêu cầu mang theo, hai người chỉ giữ lại những vật phẩm cần thiết. Chôn dưới đất còn có quyển sách dạy dưỡng sinh nặng trịch kia nữa. Hai chiếc xe bán tải lại tiếp tục hành trình trên đường quốc lộ. Rất nhanh hai ngày thời gian trôi qua, đếm ngược 16 tiếng. Mặc dù thế giới bên trong và thế giới bên ngoài có các thành phố đối xứng với nhau, nhưng diện tích thế giới bên trong lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Nếu tại thế giới bên ngoài, một chiếc xe hơi dọc theo quốc lộ đi tầm 3 ngày đã bước ra khỏi khu vực một tỉnh. Mà theo Khánh Trần quan sát, hắn vẫn ngồi yên lặng trên chiếc xe bán tải đếm từ cột mốc 235 số 18 phút đến 644 số 18 phút, chứng tỏ mọi người còn chưa ra khỏi khu vực thành phố số 18 quản lý. Qua điều này, hắn hiểu ra rằng bản đồ thế giới bên trong vô cùng lớn. Lúc này, Lý Thúc Đồng, Tần Dĩ Dĩ, Tần Đồng đang ngồi trong thùng xe đánh bài tú lơ khơ. Bọn họ đã mời Khánh Trần, nhưng Lý Thúc Đồng không cho hắn chơi. Theo Lý Thúc Đồng giải thích, không muốn chơi cùng với người sử dụng hack. Mọi người gọi trò chơi này là chống độc quyền, quy tắc gần giống trò chơi đấu địa chủ. Lý Thúc Đồng dùng lôi thần làm thẻ cược, mỗi lần thua sẽ trả cho Tần Dĩ Dĩ một cây. Còn Tần Dĩ Dĩ dùng quả táo làm thẻ cược, thua một ván mất một quả. Chỉ nửa giờ sau, Tần Dĩ Dĩ đã mất hơn 30 quả táo trong ba lô của mình. Lý Thúc Đồng cũng không nể nang gì, thật sự có ý định ăn hết táo của cô bé, đã dám chơi thì dám chịu. Khánh Trần không còn gì để nói, không ngờ sư phụ của mình chơi trò chơi mà máu ăn thua cũng nặng như vậy. Cùng đồng hành với thầy của mình, hắn nhận ra sư phụ mình càng giống một thiếu niên tính cách thích làm gì thì làm. Khánh Trần nhìn thấy cô bé thua đến mức sắp khóc, vội cầm lấy những lá bài trên tay cô, nhìn sư phụ nói, đánh, tiếp tục. Vẻ mặt Lý Thúc Đồng đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc. Chỉ 10 phút, Khánh Trần đã giúp cô bé lấy lại hết số táo đã tê cô bé hoan hô, ôm đống táo vào trong ngực. Lý Thúc Đồng đau lòng nói, thằng nhóc nhà người, sao giúp người ngoài đánh người nhà? Có điều, bề ngoài Lý Thúc Đồng tỏ ra đau lòng, nhưng bên trong lại thoải mái vô cùng. Lão đã ở trong nhà tù kia chờ đợi 8 năm, chưa từng có ngày nào vui sướng như vậy. Khánh Trần trả bài lại cho Tần Dĩ Dĩ, còn mình nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Lý Thúc Đồng nhìn đệ tử của mình, lão biết Khánh Trần không phải lười biếng nghỉ ngơi,
mà hắn đang xem lại tất cả những bài học mà sáng sớm nay mình dạy hắn. Thời gian không còn nhiều, rất nhanh hắn sẽ phải trèo lên đỉnh núi kia nên không được thực hành nhiều. Bởi vậy, Khánh Trần nhớ lại từng chi tiết, mình phải lựa chọn con đường nào, sử dụng địa hình như thế nào. Tạo cho mình những điều kiện tốt nhất, cánh tay, chân, ngón tay cần sử dụng ra sao. Trong quá trình leo núi làm cách nào để giữ thể lực. Đây là mọi thứ hắn phải học. Vào lúc này, chiếc xe bán tải bỗng nhiên lắc lư. Khánh Trần mở mắt ra nhìn, đã thấy con đường cái biến thành đường đất. Tần Dĩ Dĩ giải thích cho hắn, chúng ta vừa đi hết địa phận thành phố số 18. Tiếp tục đi về hướng nam sẽ là Tam Giang, biên giới thành phố số 1. Hiện tại vị trí xe bán tải đang đi, thuộc vào khu vực chẳng thành phố nào nhận, nên không nơi nào chịu bỏ tiền ra sửa chữa. Cho nên xuất hiện tình trạng đường đất gập ghềnh như vậy. Khánh Trần suy nghĩ, đây quả là điều hiếm thấy. Loại sự việc này tại thế giới bên ngoài sẽ không bao giờ gặp được. Tần Dĩ Dĩ cười nói, nhưng vừa đến được con đường đất này, chúng ta sẽ biết khu vực cắm trại hôm nay gần đến rồi. Đây là chỗ nhà em phát hiện ra, nơi này có con suối có thể đi chân đất trên đó. Bởi vì nó quá cạn, khiến những con cá lớn ăn thịt không vào được. Khu vực đó còn có một vườn hồng rừng, mùa hè gia đình em toàn dùng nó ngâm nước, sau đó bỏ vào tủ lạnh uống dần. Quanh đó cũng không có dã thú, nhưng càng đi về phía nam dã thú càng nhiều. Cô bé thuộc địa hình như lòng bàn tay, giống như chia sẻ niềm vui trong cuộc sống của mình. Khánh Trần đã hiểu, đây là nơi gia đình họ Tần mỗi lần tới hoang dã đều đến, giống như thiên đường của gia đình nhỏ này. Thế nhưng, khi bọn họ rẽ vào con đường núi nhỏ, bỗng phát hiện phía trước có một đội xe. Khánh Trần nhìn những chiếc xe màu đen có biểu tượng núi Phú Sĩ, bèn quay qua nói với Lý Thúc Đồng, sư phụ, đội xe gia tộc Thần Đại. Lý Thúc Đồng nở nụ cười, lão nhỏ giọng nói, con lo lắng cái gì? Sợ gặp người quen sao? Con luôn có cảm giác, ngài đang chờ xem chuyện vui. Khánh Trần tỏ vẻ nghi ngờ, hai người nói chuyện gì đó? Sao lúc nào cũng thì thầm to nhỏ vậy? Tần Dĩ Dĩ bực bội nói. Lúc này, Lý Thúc Đồng dùng ngón tay xoa xoa chút bụi bẩn dưới đế giày, sau đó xoa đại lên mặt mình và Khánh Trần vài đường. Giờ phút này, Tần Dĩ Dĩ đã hiểu được, suy đoán trước đó của mình không sai. Đối phương trốn ở sau cây không phải sợ lời nói của mình với mấy tên con cháu ăn chơi kia chẳng giúp ích gì. Mà hai người này sợ mình bị nhận ra, bởi vì mặt mũi hai người rất quen thuộc với đám người kia. Chương 122, phiên dịch. Thời điểm hai chiếc xe bán tải nhà lão Tần rẽ vào đường núi nhỏ, đã trông thấy đội xe gia tộc Thần Đại, muốn lui lại cũng không kịp nữa rồi. Đêm nay là thời điểm trở về, không ngờ còn phát sinh loại chuyện này. Khánh Trần không hiểu tại sao sư phụ lại phải vẽ lên mặt mình bụi bẩn. Lúc này, hai đội xe gặp nhau, phía trước là gia tộc Thần Đại, dù cho sư phụ đã ẩn cư nhiều năm chưa chắc đã có người nhận ra. Nhưng Thần Đại không âm nhất định nhận ra mình. Bôi lên chút vết bẩn cũng chẳng có tác dụng nào. Lý Thúc Đồng dường như đoán được suy nghĩ của hắn, lão nhỏ giọng nói, yên tâm đi, người nhận ra con đã về phía Bắc rồi. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tại thế giới bên ngoài, có 19 thành phố đối xứng với các thành phố bên trong. Nhưng trên thực tế, liên bang có tới 25 thành phố, trong đó có 6 thành phố bị Thần Đại và Lộc Đảo chia ra nắm giữ, đối xứng với 6 thành phố thuộc Hàn Quốc và Nhật Bản. Bởi vì lý do vỏ trái đất chấn động khiến hai nhà kia nhập vào, cho nên Lý Thị, Trần Thị, Khánh Thị không chấp nhận bọn họ. Bọn họ cứng rắn đến mức độ muốn phát động chiến tranh, giữ vững suy nghĩ muốn cưỡng ép hai nhà kia. Mấy chục năm trôi qua, ý định phát động chiến tranh ngày càng mãnh liệt, nên mới xuất hiện việc gia tộc Thần Đại muốn kết thông gia. Nhìn có vẻ là thông gia, nhưng bên trong là thái độ hạ thấp địa vị con gái nhà mình. Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, thời điểm trước đây, gia tộc Thần Đại thuộc Hoàng Thất trên hải đảo. Dù cho khi di chuyển tới đây đã loại bỏ chế độ phong kiến, nhưng vẫn có mấy dòng họ vẫn theo sát. Bọn chúng, đến bây giờ mấy gia tộc lớn đó vẫn còn, như Takahashi, Yamaguchi, Inao. Mấy trăm năm nay, ba gia tộc đó vẫn trung thành với gia tộc Thần Đại. Khánh Trần hỏi, gia tộc Thần Đại lớn thế nào? Công việc làm ăn của họ trải đều các ngành nghề. Lý Thúc Đồng nói, có một điều rất kỳ lạ những năm gần đây, gia tộc Thần Đại trước kia lên tới vài nghìn người, hiện tại dân số ngày càng ít đi, chỉ còn lại vài trăm người. Khi mọi người còn đang trò chuyện, Khánh Trần đã nhìn thấy phía trước những chiếc xe Việt dã
đã có ảnh lửa bập bùng trước những lều vải lớn. Có vẻ như bọn họ đã chọn nơi đây làm khu vực cắm trại. Có mười mấy người mặc vest đen đi tới đội xe gia đình họ Tần, trên tay bọn chúng còn có gắn thêm thiết bị liên lạc. Khi bọn họ bước tới, Khánh Trần còn nghe rõ tiếng quần áo ma sát với máy móc được thay thế. Tần Thành nói vào trong bộ đàm, tất cả ngồi yên, không được nhúc nhích. Đây là hành động của dân chúng thấp cổ bé họng gặp người tập đoàn, chỉ có thể làm chính là đừng nhúc nhích, cố gắng đừng chọc giận đối phương. Hơn 10 tên mặc vest đen vây quanh hai chiếc xe bán tải lại. Có một người nhìn thấy số thứ tự thợ săn trên xe, bèn nói vào thiết bị liên lạc điều gì đó. Rất nhanh, đã có người mang theo nụ cười vui vẻ tới hỏi ai là đội trưởng nhóm thợ săn này. Tần Thành đưa tay lên, xin chào ngài, là tôi. Là như vậy, ông chủ của chúng tôi mời các vị xuống xe gặp mặt, có chuyện cần trao đổi. Người con trai mặc đồ đen tươi cười nói, giọng điệu hiền lành có phần khách sáo. Lý Thúc Đồng xoay người bước xuống xe, vừa xuống vừa thì thầm lẩm bẩm, vẫn là dáng vẻ giả bộ khách sáo. Khánh Trần yên lặng theo sát phía sau sư phụ mình. Cậu đột nhiên cảm giác được, gia tộc Thần Đại hình như đã làm mất lòng sư phụ của mình. Khi tất cả mọi người đã xuống xe, hơn 10 tên mặc vest đen lập tức lại gần tiến hành kiểm tra hai chiếc bán tải. Thậm chí còn có người dùng dao rạch nát ghế mọi người vừa ngồi để xem bên trong có thứ gì nguy hiểm hay không. Khi kiểm tra hoàn tất, bảo vệ của gia tộc Thần Đại dùng máy quét, quét qua bình xăng và lốp hai chiếc xe bán tải. Tiếp theo, có người cầm máy quét cầm tay, kiểm tra tất cả mọi người. Khi kiểm tra đến những cô gái như Tần Dĩ Dĩ, đối phương sẽ cử những bảo vệ nữ tiến hành kiểm tra. Cho đến khi đối phương xác định đã tịch thu tất cả vũ khí mới tỏ ra hiền lành nói, thật xin lỗi, chúng tôi phải làm theo quy tắc, xin các vị đừng trách. Chúng tôi tạm thời giữ vũ khí của các người, sau này sẽ trả lại nguyên vẹn. Còn nữa, nếu đồ vật nào bị hư hại, chúng tôi sẽ bồi thường theo giá thị trường. Thật ra, Khánh Trần cảm thấy công đoạn kiểm tra này có phần thừa thãi. Dù sao đám bảo vệ này vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, Khánh Trần đã hiểu lời Lý Thúc Đồng lẩm bẩm giả vờ. Lời nói đối phương tỏ ra khách sáo, nhưng lại tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, thậm chí còn quét toàn bộ mọi người, phá hỏng ghế ra. Nói người không tôn trọng càng không phải, kiểm tra đàn bà con gái sẽ để con gái kiểm tra, cũng hứa sẽ đền bù những đồ vật bị phá hư. Khánh Trần chưa từng giao tiếp với những người này, hắn chỉ có cảm giác mình chẳng hiểu gì. Hơn 10 người đi đến chỗ đống lửa, nơi này có một người trung niên mặc bộ kimono ngồi trên một chiếc ghế dựa mềm mại, bên cạnh còn có một cô gái đang nhìn đống lửa đến ngẩn người. Nếu nhìn kỹ có thể thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt. Người trung niên nhìn đám người Tần Thành đi đến, lập tức đứng dậy nở nụ cười chào đón, còn thiếu nữ vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Sắc mặt người trung niên tỏ ra nghiêm nghị, nói với cô gái một câu tiếng Nhật gì đó. Lại là tiếng Nhật, đối phương không muốn đám người Tần Thành biết bọn họ đang nói những gì. Có điều, thời điểm người trung niên này nói chuyện, Khánh Trần đã phát hiện ra sư phụ mình bỗng nhiên nhíu mày. Hắn nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngài hiểu bọn họ nói gì sao? Lý Thúc Đồng liếc nhìn hắn, hờ hững trả lời, con đối với sự hiểu biết của ta chẳng biết quái gì. Khánh Trần ngạc nhiên, thế bọn họ vừa nói gì? Lý Thúc Đồng suy nghĩ rồi nói, lão ta khuyên cô gái đừng khóc nữa. Lão nói cô gái được gả cho một người nổi bật trong thế hệ trẻ Trần Thị. Còn Thần Đại không âm gả cho một tên phế vật, cho nên nói cô gái không việc gì phải khóc. Ít ra, cuộc sống sau này tốt hơn Thần Đại không âm rất nhiều. Khánh Trần ngạc nhiên, thì ra cô gái khóc vì chuyện thông gia. Chỉ thấy sắc mặt Lý Thúc Đồng không hề thay đổi nói, lão nói đệ tử của ta là phế vật, hay ta giết hết bọn chúng nhá. Khánh Trần chết lặng không trả lời được, hắn còn nghi ngờ không biết sư phụ nghe có hiểu thật hay không. Hay chỉ muốn kiếm cớ trả thù. Nhưng Lý Thúc Đồng đã nói như vậy, Khánh Trần cảm giác sư phụ của mình không nói mỏ. Lúc này, cô gái cũng lau nước mắt đứng dậy. Người trung niên lên tiếng giới thiệu mình, chào buổi chiều, tôi gọi là Thần Đại Tĩnh Thừa, lần đầu gặp mặt mong quý vị giúp đỡ nhiều hơn. Tần Thành chưa từng gặp phải loại tình huống này, nên vội vàng trả lời, ngài quá khách sáo rồi, chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Thần Đại Tĩnh Thừa nói, cho tôi hỏi chút, các ngài dự định đi đâu? Tần Thành khách sáo trả lời, chúng tôi nhận nhiệm vụ săn một loại diều hâu và khỉ lông vàng. Chúng tôi tìm tại phía Bắc mãi không được, chỉ còn cách tiến về phía Nam tìm kiếm may mắn. Nhưng vào lúc này, có một thành viên Thần Đại mặc bộ vest màu đen đi tới,
thông báo bọn bọ đã kiểm tra xong xe bán tải. Phát hiện chỉ là thợ săn bình thường, không có thân phận đặc biệt nào, có thể giết. Thần Đại Tĩnh Thừa suy nghĩ chút rồi nói, bởi vì chúng tôi bất chợt thay đổi lộ trình, vì thế không muốn người ngoài biết được lộ trình của chúng tôi, nên chỉ còn cách để các người vĩnh viễn ở lại nơi này. Lý Thúc Đồng nói nhỏ với Khánh Trần, để ta phiên dịch lại cho con hiểu. Những lời này của gã ý, nói là gã muốn chết chỗ này. Khánh Trần kinh hãi, sư phụ, những lời nói tiếng Trung ấy con nghe hiểu được, không cần ngài phiên dịch lại. Với lại người ta cũng đâu có ý này. Hiện tại, Khánh Trần lại nghi ngờ câu phiên dịch trước đó có phải dùng để lừa hắn không. Lý Thúc Đồng còn chưa nói gì, tại đường núi đã truyền tới tiếng động cơ ầm ầm, còn kèm theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 123, Xã Hội Tuyên Bố Mày Đã Chết. Mọi việc đêm nay xảy ra quá đột ngột, chuyện này chưa qua chuyện kia đã tới. Khánh Trần đoán được, gia tộc Thần Đại có chuyện bí mật cần làm, cho nên không muốn tin tức bọn họ bỗng nhiên thay đổi lộ trình truyền ra bên ngoài, đã lựa chọn giết người diệt khẩu. Có điều, gia tộc Thần Đại còn chưa hành động đã có đội xe khác tiến tới. Hắn cảm giác, câu chuyện đêm nay giống như một vở kịch, mà các nhân vật trong đó thống nhất với nhau tập trung lại một chỗ để diễn. Đội xe vừa đến, bọn họ không hề có ý định tránh né gia tộc Thần Đại. Hơn 10 chiếc máy bay không người lái 011 đã vây quanh khu vực cắm trại gia tộc Thần Đại, trực tiếp đưa mọi người vào tầm công kích. Là đội săn thú, trên con đường núi rộng 8-9 mét, đội xe Việt dã của gia tộc Thần Đại đứng hai đầu chắn hết toàn bộ con đường. Thật ra, bọn họ dùng cách này để phòng ngừa gia đình Tần Thành chạy trốn, mà bây giờ vô tình ngăn đường đi của đội săn thú. Chiếc xe Việt dẫn đầu đội săn thú lớn hơn bất kỳ chiếc xe Việt dã nào. Chiếc xe được bọc những miếng chắn chống va đập cứng rắn màu đen, tiếp tục tiến đến đẩy lui hết tất cả những chiếc Việt dã đang chắn trên đường. Trên những chiếc xe của đội săn thú đều xuất hiện vết đạn, vết rách, không những thế còn ít hơn 3 chiếc so với ban đầu. Một cô gái có thân hình vạm vỡ nhảy từ trên xe xuống, đó là cô gái tên Lý Y Nặc. Cô nghênh ngang đi vào khu vực cắm trại của gia tộc Thần Đại, không coi Thần Đại thừa lĩnh ra gì. Nếu theo kế hoạch, hiện tại các người phải trên đường đi tới thành phố số 7 chứ. Tại sao lại có mặt ở chỗ này? Khánh Trần đã hiểu, Lý Y Nặc đang nhắm vào gia tộc Thần Đại. Trước đó sư phụ từng nói, Lý Thị là tập đoàn mạnh mẽ thúc đẩy các tập đoàn còn lại gây chiến với Lộc Đảo và Thần Đại. Thần Đại Tĩnh Thừa trông thấy Lý Y Nặc bèn đứng thẳng người lên, sau đó cúi đầu xuống chào. Thì ra là tiểu thư Y Nặc, vừa mới chào nhau tại thành phố số 18 không ngờ đã có thể nhanh chóng gặp mặt như vậy. Lý Y Nặc nhíu mày, ông lớn hơn tôi 20 tuổi, già như vậy rồi còn cúi đầu làm gì? Đến bao giờ gia tộc Thần Đại mới bỏ được cái chuyện phí sức này? Cô nói xong bèn bước lại gần đống lửa, nơi cô gái đang khóc thút thít kia, thật sự rất đẹp, đúng là béo thằng nhóc Trần Nhạc Du. Nếu như cô không thích Trần Thị, có thể đến Lý Thị của ta. Khánh Trần vô cùng bất ngờ, Lý Y Nặc so với tưởng tượng của hắn còn dữ dội hơn nhiều. Đám người trẻ tuổi trong đội săn thú cũng từ từ bước xuống. Tên trung niên ngay từ đầu đã lệnh gì đó cho thợ lái chính, sau đó luôn theo sát bên cạnh Lý Y Nặc, phòng ngừa trường hợp gia tộc Thần Đại gây tổn thương cho cô. Lúc này, Khánh Trần nhìn lại sư phụ của mình. Chỉ thấy ngài ấy đang khoanh tay, thích thú xem vở kịch trước mặt. Sư phụ, hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? Khánh Trần hỏi, vội cái gì? Lý Thúc Đồng mỉm cười, có người đến phá đám là chuyện tốt biết bao. Cô bé Lý Y Nặc kia dù nhìn có phần vạm vỡ, nhưng làm công việc diễn xuất lại vô cùng hấp dẫn. Lúc này, Lý Y Nặc đã ngồi lên chiếc ghế vốn dĩ thuộc về Thần Đại Tĩnh Thừa. Cô ngẩng đầu lên cười hỏi, ông dự định đi về phía Nam, tìm con trai cả phòng 4 Khánh Thị, Khánh Hoài phải không? Tôi nghe nói nhà các người muốn thay đổi hôn ước với Khánh Thị, không muốn Thần Đại không âm kết hôn với một tên không quyền không thế, lại không có chỗ dựa kia. Thật sự, tôi cũng chưa biết hình dáng của cái tên được tuyển chọn kia thế nào. Thần Đại Tĩnh Thừa trả lời, chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua nơi này, phát hiện ra cảnh mùa thu nơi đây đẹp hơn rất nhiều so với phía Bắc, cho nên nán lại thưởng thức cảnh đẹp. Thần Đại Tĩnh Thừa đã gần 50 tuổi, đứng cạnh Lý Y Nặc, trông giống như một thuộc hạ khiêm tốn đứng cạnh chủ nhân. Chỉ có một số ít người mới biết được, phong cách giao tiếp của Thần Đại là vậy,
chỉ khi chiến đấu mới để lộ ra sức mạnh thật của mình. Lý Y Nặc dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân vào nhau, tôi nghe nói bản thân Khánh Hoài không đồng ý kết thông gia với nhà các người. Đến cả thần đại không âm cũng không đồng ý, nhưng các người không thèm quan tâm suy nghĩ của thần đại không âm nên quyết định đến tận Khánh Thị thuyết phục Khánh Hoài. Tôi đoán đúng chứ? Giờ phút này, Khánh Trần nghe được một số từ quan trọng như phòng bốn Khánh Thị nên đã kết nối được rất nhiều dữ liệu. Đám tử sĩ bên trong nhà tù số 18 muốn giết hắn cũng đến từ phòng 4. Mà lần này Lý Thúc Đồng dẫn mình ra ngoài cũng có liên hệ với con trưởng phòng 4 kia. Chuyện này có lẽ nằm trong kế hoạch của sư phụ. Khánh Trần yên lặng nhìn sư phụ của mình. Lúc này, Lý Thúc Đồng quay qua nhìn hắn, nhưng không hề nói chuyện. Lý Y Nặc cười nhạt, nhìn một lượt đám người thần đại nói, đừng giở trò vặt này trước mặt tôi. Tôi vẫn phải khuyển các vị nên ngoan ngoãn quay trở về phương Bắc đi thôi. Cơ thể thần đại Tĩnh Thừa run run, nhưng lời nói ra khỏi miệng không hề có một chút nhún nhường, hiện tại ngài nói những lời này đại biểu Lý Thị sao? Chỉ sợ rằng dù là gia chủ của Lý Thị cũng không có quyền ra lệnh cho gia tộc thần đại. Bầu không khí trong khu vực cắm trại bỗng chốc cực kỳ căng thẳng. Đội hình gia tộc thần đại đã bắt đầu xếp thành đội hình chiến đấu. Sắc, mặt người trung niên phía sau Lý Y Nặc không hề thay đổi, vẫn yên lặng quan sát tất cả mọi việc. Lý Thúc Đồng nói nhỏ vào tai Khánh Trần để sư phụ phiên dịch cho còn lời nói của thần đại Tĩnh Thừa, có ý là sư phụ, Khánh Trần chân thành nói, thầy đừng sỉ nhục trí thông minh của con. Được rồi, Lý Thúc Đồng cảm thấy luyến tiếc nói. Lý Y Nặc mỉm cười đứng dậy, lớn tiếng chỉ đạo đội ngũ săn thú đứng phía xa kia, đêm nay cắm trại tại đây, tiếp theo gia tộc thần đại đi đâu chúng ta theo đó. Dù sao, khách từ xa tới, chúng ta làm chủ cũng nên tiếp đãi thật tốt. Cô nói xong bèn nghênh ngang đi đến một khu đất trống. Thời điểm Lý Y Nặc đi ngang qua đám người Tần Thành, bèn ngạc nhiên hỏi, các người là ai? Tần Thành vội vàng trả lời, chúng tôi là đội thợ săn đi ngang qua, trước đó đã bị ngài phá hủy mấy cái flycam, sau đó ngài còn bồi thường tiền cho chúng tôi. Chúng tôi vô tình đi ngang qua thay, không ngờ gia tộc thần đại muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, lựa chọn đúng đắn nhất chính là tìm cho mình một bên đứng thành hàng. Lý Y Nặc nhìn quanh một vòng, sau đó nở nụ cười, tôi nhớ ra các người rồi, không cần lo lắng đám người gia tộc thần đại. Các người cứ cắm trại gần chúng tôi, sau đó theo chúng tôi đi là được. Tần Thành vội vàng đồng ý, vâng, cảm ơn ngài. Tần Dĩ Dĩ đứng sau đám người thở dài, nguy hiểm thật. May mà có đội săn thú đi tới, Khánh Trần nhìn qua sư phụ của mình. Hắn tự nhủ với bản thân, quá nguy hiểm, suýt chút nữa đám gia tộc thần đại đều chết tại đây. Lý Y Nặc ngồi vào chiếc xe của mình, từ ghế lái phụ đi vào khu vực đội săn thú. Thời điểm chiếc xe lướt qua đám người Khánh Trần, người bên trong bị dẫn theo kia vẫn là bộ mặt chán nản nhìn Khánh Trần. Trong vẻ chán nản ấy còn có cả chút xấu hổ. Rất rõ ràng, thằng nhóc kia đã nhận ra Khánh Trần. Mấy vết bẩn trên mặt Khánh Trần chỉ để che mắt người khác, nhưng không bao giờ lừa được Nam Canh Thần. Từ giây phút ấy, Nam Canh Thần được xã hội tuyên bố đã chết. Mọi người thường nói, một người có ba lần phải chết, lần đầu tiên là chết do sinh lý, tim ngừng đập. Lần thứ hai là xã hội tuyên bố đã chết. Lần thứ ba là người cuối cùng nhớ đến mình cũng quên đi. Nhưng có một số ít người đặc biệt, chẳng cần trải qua cái chết lần thứ nhất, đã bị xã hội tuyên bố đã chết. Đếm ngược sắp hết, chuẩn bị trở về. Chương 124, tìm nơi nương tựa. Đếm ngược 168 tiếng, trong một nhà dân tại núi Lão Quân, Khánh Trần mở to đôi mắt. Trong 7 ngày tại thế giới bên trong hắn đã trải qua quá nhiều việc, quen biết thêm rất nhiều người. Khiến cho lần trở về này, hắn có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ thật dài. Đột nhiên, hắn bị kéo ra khỏi thế giới kỳ lạ kia. Có điều, không đợi hắn suy tư quá nhiều, tiếng tin nhắn tại WeChat điên cuồng được gửi tới. Khánh Trần mở điện thoại ra xem, tất cả tin nhắn đều do Nam Canh Thần gửi tới. Anh Trần, anh đang ở đâu? Có ở đây không? Có ở đây không? Anh Trần, anh hãy nghe em giải thích. Anh Trần, nếu em nói mình có một đứa em sinh đôi ở bên kia anh có tin không? Người anh thấy là cậu ta, không phải em. Khánh Trần thở dài, Nam Canh Thần có một sở trường, đó là dùng một thứ lý thuyết hão huyền nào đó để nói láo, tự lừa dối chính bản thân mình. Nhưng nói ra, làm gì lừa được ai? Chỉ có điều Khánh Trần nào để ý đến thằng bạn của mình.
Hắn ra khỏi phòng, tìm chủ gia đình cho mượn phòng để nhờ điện thoại. Hắn cần phải gọi điện cho Nam Canh Thần, nhưng hắn đi được nửa đường, bỗng nhiên quay ngoắt về lại phòng. Khánh Trần nhắn tin qua WeChat, vất vả rồi. Nam Canh Thần ở bên kia đầu dây lo lắng, sắc mặt tái nhợt, vất vả cái gì? Anh Trần, anh nói gì em nghe không hiểu. Khánh Trần hỏi, thì ra lúc trước, mày nói có một tên cô hồn các đảng giới thiệu cho người bao nuôi là thật, không ngờ người đó lại giới thiệu mày cho Lý Y Nặc. Không phải anh Trần, em và Lý Y Nặc chỉ là bạn bình thường. Nam Canh Thần ở bên kia suýt nữa thì khóc thành tiếng. Nhưng Khánh Trần đâu thèm quan tâm, hắn thay đổi chủ đề, được trở về 7 ngày, cố gắng mà bồi bổ nhiều vào. Hiện giờ, Nam Canh Thần biết mọi lời giải thích của mình đều thành công cốc. Khánh Trần đã nhìn thấy Lý Y Nặc kéo mình vào trong lều vải, còn nhìn thấy. Nam Canh Thần ỉu xìu nói, anh Trần, sao anh lại xuất hiện ở chỗ đó? Lần trở về trước, hai người đều trải qua sự kiện trên núi Lão Quân, Khánh Trần còn cứu được cậu ta. Từ thời điểm đó trở đi, Nam Canh Thần luôn có cảm giác mình bị xã hội tuyên bố đã chết. Dù sao, mình luôn khẳng định không phải là lữ khách thời gian, sau đó luôn luôn tâng bốc, chỉ có những thiên tài thật sự mới có thể thành lữ khách thời gian. Nên khi trở về Lạc Thành, cậu ta chưa từng nhắn một tin nào cho Khánh Trần. Trong suy nghĩ của tên này, chỉ cần mình im lặng, chuyện đó sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng cậu ta nào biết được, thời điểm mình đang hấp hối lại gặp được Khánh Trần nơi hoang dã. Khiến cậu ta thật sự chết đi. Còn may, chỉ có mỗi Khánh Trần biết. Lúc này, Khánh Trần nhắn tin lại, tao là thợ săn ở vùng hoang dã, xuất hiện chỗ đó có gì mà bất ngờ. Đội thợ săn của bọn tao có nhiệm vụ săn diều hâu và khỉ lông vàng, tìm mãi ở phía bắc chẳng được, nên đi đến phía nam tìm may mắn. Nam Canh Thần nào biết người đứng cạnh hắn là Lý Thúc Đồng, cũng không biết hắn vừa mới nhập bọn với đội thợ săn. Cho nên, Khánh Trần nói ra những lời này, sao mà thằng nhóc kia biết được đúng hay sai để còn nghi ngờ. Nhưng lời giải thích này không phải dành cho Nam Canh Thần, mà dùng để phòng ngừa có người theo dõi WeChat của hắn hoặc Nam Canh Thần. Như vậy, từ nội dung của các đoạn tin nhắn, đối phương sẽ phát hiện Khánh Trần không xuất hiện ở thành phố số 18. Đương nhiên cũng không phải tại nhà tù số 18, mà chỉ là một thợ săn ở vùng hoang dã, không có điểm nào đặc biệt. Lý do này đủ rồi. Ngày càng có nhiều lữ khách thời gian, số lần đi lại giữa hai thế giới ngày càng nhiều, dẫn đến ngày có càng nhiều tổ chức, sở hữu rất nhiều công cụ điều tra và theo dõi. Thời điểm nhạy cảm thế này, Khánh Trần muốn yên lặng trở thành người bình thường là khó vô cùng. Cố gắng che giấu mọi thứ sẽ khiến người ta càng nghi ngờ. Nhưng có một ngày thân phận lữ khách thời gian của mình bị lộ, mình sẽ sử dụng thân phận thợ săn, cũng chính là bức tường thứ hai che giấu thân phận thực của mình. Ít ra, cái thân phận thợ săn này sẽ không dẫn đến người ta chú ý. Nam Canh Thần nhắn tin lại, anh Trần, em nhìn anh lúc đó thật sự vất vả, mặt mũi bẩn thỉu, quần áo còn có chỗ bị vá. Em nghe người ta nói, cuộc sống trên hoang dã vô cùng vất vả, mà hướng Nam còn vô cùng nguy hiểm. Nếu được, anh cùng em về thành phố số 18, em có cơm ăn sẽ không để anh chết đói đâu. Khánh Trần trả lời, không cần, tao thích ăn đồ ăn do chính tay mình kiếm được, những đồ ăn ấy ăn vào mới có cảm giác ngon. Anh Trần, nhát dao này đâm hơi sâu. Nam Canh Thần miệng đắng chát, trả lời, có điều, lần này trên hoang dã sẽ vô cùng nguy hiểm. Đội thợ săn của anh vô cùng nhỏ, nên càng phải cẩn thận hơn, đừng để chuyện dính đến mình. Nam Canh Thần nhắc nhở, Thần Đại và Lý Thị, một đội thợ săn tính là gì? Cố gắng đừng làm thiêu thân. Thực tế, cách ăn mặc của Tần Thành, Tần Đồng, Khánh Trần thể hiện ra một bộ phận dân chúng thấp kém, trông giống dân chạy nạn hơn. Nên suy nghĩ của Nam Canh Thần như vậy quá bình thường. Khánh Trần hỏi, à mà, mày tiếp xúc nhiều với đám nhân vật lớn. Nên tao hỏi chút, gia tộc Thần Đại với đội săn thú định làm gì vậy? Lý Y Nặc nói cho mày sao? Thực trạng hiện tại xem ra Lý Y Nặc là người dẫn đầu đội săn thú, mà Nam Canh Thần là người đầu ấp tay gối bên cạnh cô ta, chắc hẳn phải biết không ít chuyện. Nam Canh Thần trả lời, vốn dĩ ban đầu Lý Y Nặc không muốn tham gia đội săn thú. Theo lời cô ấy giải thích, với địa vị của bản thân mình trong gia tộc, không cần thiết phải tham gia với đám chơi bời lêu lổng kia. Vậy tại sao còn tham gia? Khánh Trần tò mò. Hình như vô tình nhận được tin tức liên quan đến gia tộc Thần Đại. Cô ấy muốn phá vỡ ý đồ thông gia của Thần Đại, thậm chí muốn liên kết cùng với Khánh Hoài phòng 4, giết hết đám người Thần Đại trên vùng hoang dã. Lần này,
Thần Đại có kế hoạch thông gia với Khánh Thị, Trần Thị mà gạt Lý Thị qua một bên. Nên Lý Y Nặc muốn kéo đám người trẻ có suy nghĩ ủng hộ chiến tranh về phía mình. Nam Canh Thần nói, Khánh Trần thở dài, thằng chó này công nhận biết rõ ràng chuyện này. Nếu không phải người cùng giường sao mà biết chính xác đến từng chi tiết như vậy. Nam Canh Thần tiếp tục nói, có điều, tên thủ lĩnh phòng 4 của Khánh Thị không đồng ý kết hợp với cô ấy. Người ta đang bận tranh đoạt vị trí cái bóng, nên muốn vào vùng đất cấm kỵ 002 để hoàn thành. Nhiệm vụ, Lý Y Nặc nói, loại người như Khánh Hoài, mục tiêu quan trọng nhất hiện tại chỉ có vị trí cái bóng, cho nên không muốn dính đến quá nhiều chuyện. Nhưng Lý Y Nặc dự định giúp Khánh Hoài đoạt được vị trí cái bóng, dùng điều này để thương lượng với Khánh Hoài thêm lần nữa. Khánh Trần suy nghĩ, chuyện này Lý Thị biết không? Chắc là không biết, cô ấy vụng trộm đi làm, tiền trảm hậu tấu. Nam Canh Thần trả lời. Hắn cảm thấy Lý Y Nặc làm việc vội vàng, không hề giống với người được Lý Thị bày mưu. Một gia tộc đứng trên đỉnh cao của thế giới sẽ không làm việc đơn giản như vậy. Nam Canh Thần khuyên bảo thêm lần nữa, anh Trần, anh không có ý định về thành phố số 18 cùng em sao? Chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với việc ở lại hoang dã. Khánh Trần trả lời, nếu một ngày nào đó, tao cảm thấy không sống nổi ở hoang dã, sẽ đến ăn nhờ ở đậu chỗ mày. Tao biết mày còn nhiều nghi ngờ, nhưng lúc nào gặp mặt anh em mình nói sau. Nam Canh Thần trả lời, được. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 125, Thời Đại Của Cơ Hội. Khánh Trần biết Nam Canh Thần còn một vài chuyện cần hỏi, ví dụ như việc tại sao hắn có mặt ở núi Lão Quân, vì sao học được cách giết người, tại sao được gọi là thuộc hạ của Lưu Đức Trụ. Nhưng những câu hỏi đó không nên nói trong WeChat, cho nên khi Khánh Trần hoàn thành công việc ngụy trang ở nơi này bèn chấm dứt câu chuyện. Dù sao, chuyện này để người ngoài biết được sẽ rất phiền phức. Tại sao hắn xuất hiện ở núi Lão Quân có thể nói được? Tại sao hắn học được kỹ năng giết người cũng có thể nói được? Nhưng quan hệ thế nào với Lưu Đức Trụ thì không thể cho ai biết được. Tìm một lý do nào đó lừa dối Nam Canh Thần thì dễ, nhưng với những người thông minh ngoài kia lại không dễ như vậy. Nhưng Khánh Trần đã chuẩn bị cho mình một con đường lui. Nếu một ngày nào đó, mọi manh mối đều nhắm vào mình, hắn sẽ khiến con rối Lưu Đức Trụ này biến mất và tạo một vở kịch khác cho mọi người cùng thưởng thức. Khi Khánh Trần nói chuyện với Nam Canh Thần xong, trong lòng bèn dâng lên cảm giác xúc động. Thằng nhóc kia kiếm được cơm ăn, điều đầu tiên là muốn giúp mình, đây là tình cảm như thế nào, dù là ai cũng phải cảm động. Khánh Trần lên mạng kiểm tra tin tức, nhưng bây giờ là thời điểm vừa mới trở về. Dù cho một số người công bố vài tin tức tại thế giới bên trong, cũng chưa thể nhảy lên khu vực tìm kiếm hot được. Theo lẽ thường, những tin tức ấy tầm khoảng 7 giờ sáng mới có người phát hiện và nhanh chóng nhảy lên khu vực tìm kiếm. Trừ khi, những tin tức do các danh nhân Hà Tiểu Tiểu hay Sấm Vương đưa lên. Chỉ có điều, hai người nổi tiếng này vẫn ở trạng thái offline. Khánh Trần từ từ thiếp đi. Ở trên vùng hoang dã, đã mấy ngày hắn ăn không ngon ngủ không yên rồi, có thể quay về thế giới bên ngoài nghỉ ngơi, coi như là một dịp vô cùng hiếm hoi. Nhưng lần trở về này hắn cũng không dám buông lỏng quá nhiều, bởi vì quá nhiều chuyện nguy hiểm đang chờ hắn tại thế giới bên trong. Bệnh viện Nhân dân số 3 Lạc Thành, 12 giờ 1 phút giây, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân đang nằm trên giường bỗng mở mắt ra. Giờ phút này, toàn bộ khu vực khoa ngoại, ánh sáng đèn sáng trưng, một vài bác sĩ và chuyên gia đang trực ở ngoài phòng bệnh. Bọn họ túc trực bên ngoài để sẵn sàng tiến hành chữa trị cho Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân. Bên trong phòng bệnh đã được đặt sẵn rất nhiều thiết bị cấp cứu, nào máy hô hấp, điện tâm đồ, vân vân. Phòng bên cạnh cũng đã có rất nhiều bác sĩ phẫu thuật, họ đã hoàn thành khử khuẩn, luôn trong tư thế sẵn sàng phẫu thuật. Mọi sự chuẩn bị hoàn tất. Những chuẩn bị này để phòng ngừa Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân gặp phải chuyện không may tại thế giới bên trong, khi về lập tức sẽ được đưa đi cấp cứu. Dù sao, không một ai có thể biết trước tại thế giới bên trong gặp phải chuyện gì. Mà hai người Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân còn có vết thương ở bụng, còn có khả năng chết ở bên kia. Gia đình Hồ Tiểu Ngưu cực kỳ giàu có, một cái đồng hồ mấy trăm nghìn tệ cũng có thể mua dễ dàng. Giàu có đến mức độ đưa bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ở Hải Thành đến Lạc Thành, túc trực 24/24 chờ lệnh. So với một lữ khách thời gian như Khánh Trần,
phải tự chịu đựng vết thương của mình, thì Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân ở một cấp độ khác hẳn. Nhưng thế giới bao giờ cũng công bằng, hai người kia tại thế giới bên trong cũng không đạt được tiền tài hay quyền lực bằng hắn được. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường, vết thương dưới bụng đã khép lại, tình huống rất tốt. Các bác sĩ nhanh chóng báo cáo tình hình. Đến lúc này, đám bác sĩ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tính mạng hai bạn học này không có gì nguy hiểm, hơn nữa vết thương còn hồi phục tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Thực tế, sau khi sự kiện Vương Vân kết thúc, đám lữ khách thời gian mà gia đình họ thuê đã kiếm tiền đưa bọn họ vào bệnh viện tư nhân của Khánh Thị nằm ở số 7, khu 3 dưỡng thương. Dù sao công nghệ chữa bệnh ở thế giới bên trong tốt hơn rất nhiều. Đồng thời tiến hành nhắm thẳng vào tế bào máu, sử dụng các loại thuốc chứa nhiều protein nên vết thương nhanh chóng liền lại. Bởi vậy vết thương của họ sao mà tăng được, chỉ cần vài ngày nữa có thể xuất viện. Đương nhiên, thời gian vài ngày chỉ là vết thương không cần chăm sóc cẩn thận, nhưng phải hạn chế trong vòng một tháng không được phép hoạt động mạnh. Có bác sĩ còn muốn nhờ Hồ Tiểu Ngưu giúp mình tìm hiểu phương pháp chữa bệnh tại thế giới bên trong. Nhưng nghĩ lại biết gia đình bọn họ sao đồng ý được, nên không nói ra ý định này. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân nhanh chóng tỉnh táo lại. Cha Hồ Tiểu Ngưu là Hồ Đại Thành lên tiếng hỏi thăm, cảm giác thế nào? Tại thế giới bên trong không bị thêm vết thương nào chứ? Không có, cảm ơn chú Hồ. Trương Thiên Chân nói, Hồ Tiểu Ngưu nói, lần này việc bọn con dự định thuận lợi hơn dự định rất nhiều. Không những không bị thương còn nhận được sự trợ giúp. Vương Vân chết rồi sao? Hồ Đại Thành hỏi, chết rồi. Hồ Tiểu Ngưu gật đầu, nhưng không phải bọn con giết. Ồ, Hồ Đại Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Hồ Tiểu Ngưu kể rõ ràng mọi chuyện. Cha, người giúp bọn con mua chuộc tên lữ khách thời gian kia, người đó đã dẫn bọn con đi gặp Vương Vân. Nhưng cô ta đã chuẩn bị tốt hơn, dẫn nhiều lữ khách thời gian hơn chúng ta rất nhiều. Ừ, không nên coi thường khả năng nhà họ Vương. Hồ Đại Thành nói, gia đình họ Vương đó đến Hoa Nam, Hoa Trung từ rất lâu. Với lợi thế của gia đình mình, kiếm về một vài lữ khách thời gian cũng không khó. Vậy sao con còn nói việc thuận lợi? Hồ Tiểu Ngưu giải thích, Lý Thúc Đồng ra tay. Lão ta trực tiếp phái người đến giết Vương Vân. Cậu ta không nói ra cái tên Lý Đông Trạch, hàng xã, bởi vì Hồ Đại Thành không phải lữ khách thời gian. Cậu ta cũng không có cách nào giải thích tỉ mỉ cho cha mình nghe được. Nhưng Hồ Tiểu Ngưu nhắc đến cái tên Lý Thúc Đồng, chỉ cần vậy thôi, Hồ Đại Thành đã hiểu phần nào. Hồ Tiểu Ngưu đưa ra suy đoán, còn nghĩ chắc là Lưu Đức Trụ vừa trở về thế giới bên trong, đã xin Lý Thúc Đồng khử Vương Vân. Qua chuyện này có thể đoán được, địa vị Lưu Đức Trụ trong lòng Lý Thúc Đồng rất cao. Không phải một người thân thiết không cách nào nhờ giết người được, mà có nhờ người ấy cũng không làm. Ừ, Hồ Đại Thành gật đầu. Nhưng Hồ Tiểu Ngưu đưa ra suy đoán xoay 180 độ, nhưng Lưu Đức Trụ lộ ra năng lực càng lớn, con càng cảm thấy phía sau cậu ta có một lữ khách thời gian khác. Một người thiên tài đích thực, được Lý Thúc Đồng tuyển chọn. Loại suy đoán này gần giống với suy đoán của Trịnh Viễn Đông, một người hèn nhát, trí thông minh bình thường. Sao có thể lọt vào mắt một người dẫm chân một cái có thể dung chuyển mặt đất tại thế giới bên trong đây? Lý Thúc Đồng vì Lưu Đức Trụ làm càng nhiều việc, Hồ Tiểu Ngưu càng cảm nhận được Lưu Đức Trụ không xứng đáng. Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc nói, cha, con tin vào phán đoán của mình. Người ở một thời đại hòa bình không cách nào tưởng được được. Những người đặt ra quy tắc tại thế giới bên trong khủng khiếp đến nhường nào đâu. Loại người này sẽ không bao giờ vì một tên như Lưu Đức Trụ làm ra chấn động như vậy. Qua những ngày vừa rồi, con đã hiểu thêm về cách thăng tiến sức mạnh. Lần trở về trước đó, Lưu Đức Trụ đã kêu rên 5 tiếng đồng hồ, điều này chứng tỏ cậu ta đã sử dụng thuốc biến đổi gen. Mà với một người nhận được truyền thừa của Lý Thúc Đồng sẽ khinh thường dùng cách này. Hồ Đại Thành tươi cười, con có suy nghĩ của riêng mình là điều vô cùng đáng quý. Mặc kệ suy đoán của con thế nào, con còn trẻ còn rất nhiều cơ hội để sửa sai. Cha, người ủng hộ con tiếp tục ở lại Lạc Thành sao? Con luôn có cảm giác, người phía sau Lưu Đức Trụ nhất định cũng ở Lạc Thành. Hồ Tiểu Ngưu hỏi. Ồ, Đại Thành bỗng nhiên thay đổi chủ đề, con trai. Con biết tại sao cha có được thành công như ngày hôm nay sao? Bởi vì trí tuệ. Hồ Tiểu Ngưu trả lời có vẻ do dự. Không phải. Hồ Đại Thành cười cười, bởi vì cha sinh ra vào thời kỳ đất nước mở ra cải cách. Cha hơn người ta chỉ một điểm, là nắm bắt được cơ hội kia. Hồ Tiểu Ngưu vẫn chưa hiểu, cha, sao người lại nói đến chuyện này? Hiện tại, cơ hội của các con đã tới rồi.
Hồ Đại Thành nói, một sự thay đổi phi thường gần ngay trước mắt, sự thay đổi kỳ diệu này chưa từng có từ trước tới nay. Con hãy ở lại Lạc Thành, cơ hội của con ở đây. Con không cần tìm cách hay suy nghĩ tìm kiếm người phía sau kia làm gì. Hãy chứng tỏ giá trị của bản thân mình, hắn sẽ tới tìm con. Chương 126, gấp đôi thời gian. Ông chủ, alo ông chủ. Hơn nửa đêm, Khánh Trần bị tiếng rung của thiết bị truyền tin đánh thức. Hắn lấy máy từ dưới gối ra xem, có tin nhắn từ Lưu Đức Trụ truyền tới. Khánh Trần bực bội, không biết chuyện gì mà nửa đêm rồi mà thằng kia còn phá đám mình. Hắn trả lời, có chuyện gì? Lưu Đức Trụ gửi tới một tin nhắn, tôi đã làm theo sự sai bảo của ngài. Sắp xếp lại đám lữ khách thời gian tại nhà tù số 18. Hơn nữa, người bạn lớp bên của tôi là Ngưu Tuấn Giật, đã hoàn toàn tin tưởng địa vị của tôi trong tù. Khánh Trần trả lời lại, ừ. Lưu Đức Trụ tiếp tục nhắn lại, Hồ Tiểu Ngưu vừa mới liên hệ với tôi, nói rằng để tỏ lòng biết ơn ngài ra tay tiêu diệt nội gián. Đồng ý thanh toán cho ngài 2 cây vàng, còn hứa sẽ không bao giờ tiết lộ nội dung giao dịch cho người khác biết. Ông chủ, tôi thề lần này không dám tham ô một chút nào. Ông chủ cần phải tin tưởng sự trung thành của tôi tuyệt đối không dám nói láo. Khánh Trần suy nghĩ, không ngờ Hồ Tiểu Ngưu coi Lý Đông Trạch ra tay là một lần giao dịch. Thật sự kỳ lạ, người này giống như muốn đưa tiền cho mình, không đưa cũng có sao đâu. Còn một câu đối phương nói tuyệt đối không nói nội dung giao dịch cho người khác thật sự có một ý nghĩa khác. Kiểu như, ngài cứ yên tâm cùng tôi giao dịch. Khánh Trần suy nghĩ, Hồ Tiểu Ngưu đáng tin hơn Lưu Đức Trụ rất nhiều. Chờ cậu ta đến thành phố số 18, tìm cơ hội tiếp xúc thử xem sao. Nếu xác định cậu ta không vấn đề gì, có thể mình sẽ dùng cậu ta thay cho Lưu Đức Trụ, kiếm về một người đại diện tốt hơn. Không giống loại người như Lưu Đức Trụ, đứng ở giữa ăn chặn tiền. Lúc này, Lưu Đức Trụ lại nhắn tới một tin, ông chủ, xin lỗi ngài vì nửa đêm rồi còn gửi tin. Nhưng ở chỗ tôi xảy ra chút chuyện nhỏ. Chuyện gì? Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, phát hiện cạnh gối có một phong thư. Ông chủ, trên phong thư ấy còn có một con tem hình ác ma, tôi nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Khánh Trần đã hiểu, chuyện này giải thích tại sao tên này nửa đêm còn dám quấy rầy mình, thì ra là bị tem ác quỷ dọa. Vật cấm kỵ ACE-017, tem ác quỷ. Vật này từng xuất hiện tại chỗ Vương Vân. Khánh Trần nghi ngờ, người gửi thư chính là người từng gọi điện thoại cho tên thủ lĩnh nhóm bắt cóc. Sau chuỗi các sự việc lại với nhau, người này kết nối Vương Vân và đám bắt cóc lại, lập kế hoạch trên núi Lão Quân. Chính là người chủ mưu đứng sau màn, một người không thèm coi pháp luật và tính mạng con người ra gì. Khánh Trần hỏi, nội dung bức thư là gì? Lưu Đức Trụ trả lời, chỉ có một câu, chúng ta chơi một trò chơi, ai tìm được đối phương trước thì người thua trở thành nô lệ, hì hì. Khánh Trần nhíu mày, nội dung bức thư chẳng có gì. Nhưng hai từ hì hì khiến lông tơ hắn dựng đứng cả lên. Người bình thường chẳng bao giờ dùng loại từ ngữ này. Tên này thật sự giống một người không bình thường. Cảm giác này thật sự giống một người dùng móng tay cào nát bảng đen. Bức thư này không phải viết cho Lưu Đức Trụ. Bởi vì muốn sử dụng tem ác quỷ, điều kiện cần là phải biết địa điểm gửi thư. Mà bức thư đã đến tay Lưu Đức Trụ, vậy rõ ràng người đó đã biết chỗ ở của cậu ta. Bị loại người này tìm kiếm, thật sự quá nguy hiểm. Giờ phút này, Khánh Trần cảm nhận được sự cẩn thận của mình không hề quá đáng. Sự ẩn nấp của hắn tại thế giới bên trong hay che giấu thân phận tại thế giới bên ngoài đều đáng giá. Lưu Đức Trụ hỏi, ông chủ, hiện tại phải làm sao? Khánh Trần trả lời, chờ tên đó tìm tới cửa rồi giết chết, cởi giày ra. Sáng sớm, bên trong căn phòng của một nhà dân, Giang Tuyết ngồi chiếc ghế trúc đối diện Khánh Trần, nhẹ nhàng nói. Cô đang búi lại mái tóc, trên tay còn cầm theo một lọ thuốc bôi. Cô Giang Tuyết, chân cháu đã gần khỏi rồi. Khánh Trần cười nói, vết thương đã gần khỏi. Không được, cô phải tự mình kiểm tra lại. Giang Tuyết lộ vẻ nghiêm túc, thằng nhóc này, cháu đối xử với bản thân mình quá ác độc, cô không kiểm tra lại không yên tâm. Nghe cô nói, cởi giày ra nào, cô mang từ thế giới bên trong về loại thuốc bôi rất tốt. Sau khi xảy ra chuyện trên núi Lão Quân, Giang Tuyết nhanh chóng thuê lại toàn bộ căn nhà này. Ông chủ và bà chủ đến nhà bà con ở tạm, bởi vậy cả căn nhà này chỉ có mình bọn họ. Lúc này, Lý Đồng Vân đã buộc xong mái tóc đuôi ngựa, đang ngồi xổm trên đất nói, anh Khánh Trần, anh nghe lời mẹ của em đi.
Mẹ em cố tình mang thuốc từ thế giới bên trong về đây, mẹ em nói thuốc này vô cùng quý giá. Khánh Trần không còn cách nào bèn cởi giày và tất của mình ra. Giang Tuyết ngạc nhiên, thật sự tốt hơn rất nhiều, tại thế giới bên trong cháu cũng bôi thuốc sao? Vâng, Khánh Trần trả lời. Thời điểm hắn và Lý Thúc Đồng đi trên đường núi, vết thương bị rách khá nhiều. Nhưng sau đó mọi người ngồi trên xe bán tải, vết thương dần dần bình phục, đến giờ đã gần khỏi hẳn. Giang Tuyết cảm giác có chút nuối tiếc, chẳng lẽ thuốc mới mua lại để không? Không hề lãng phí. Khánh Trần cười nói, chẳng may tại thế giới bên ngoài chúng ta lại bị thương thì có thể sử dụng luôn. Dù sao, tình hình hiện tại ngày càng nguy hiểm, chuẩn bị thuốc. Ở thế giới bên ngoài là việc nên làm. Nếu vết thương của cháu đã ổn, vậy chiều nay chúng ta trở lại thành phố chứ? Giang Tuyết nhìn Khánh Trần, để cô gọi một chiếc taxi, đi như vậy không cần phải đứng chờ xe bus. Không được rồi. Khánh Trần lắc đầu, cô Giang Tuyết có thể chờ thêm ở đây mấy ngày được không? Hay cô dẫn Tiểu Vân về trước? Cháu còn một vài chuyện cần xử lý ở đây, nên phải ở lại thêm mấy ngày nữa. Với một lữ khách thời gian, khái niệm thời gian có vẻ loạn xì ngầu hết cả lên. Rõ ràng mọi người tiến vào thế giới bên trong được 7 ngày, vậy mà thế giới bên ngoài vẫn chỉ là ngày 3 tháng 10. Vài ngày nữa mới phải đến trường. Giang Tuyết nghi ngờ, cháu còn có việc tại núi Lão Quân. Vậy cô và Tiểu Vân sẽ ở lại. Mọi người đã tới cùng nhau vậy phải cùng nhau ra về. Cô không thể để cháu ở lại một mình được. Lý Đồng Vân đứng cạnh vui vẻ ra mặt. Buổi sáng, mẹ còn nói, hôm nay trở về sẽ dẫn cô bé đến trung tâm luyện thi, tranh thủ mấy ngày nghỉ tập trung cho việc học. Hiện tại, cô bé không cần phải đến nơi đó nữa rồi. Cô bé nhìn Khánh Trần, tỏ ra vô cùng sùng bái hắn. Khánh Trần nhìn Giang Tuyết suy nghĩ chút rồi nói, thế thì may quá, có một vài việc cần nhờ cô giúp cháu một chút. Hắn đi đến một cửa hàng bán đồ dùng cắm trại mua mấy cuộn dây thừng. Sau đó, dùng 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm một ngọn núi thẳng đứng cao hơn 10 mét. Giang Tuyết vẫn chưa hiểu gì, hỏi, Tiểu Trần, cháu định làm gì vậy? Cháu trèo lên trên. Khánh Trần ngẩng đầu quan sát vách núi. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, tại thế giới bên trong mình không còn thời gian để tiến hành luyện tập nữa rồi. Lý Thúc Đồng, sư phụ của hắn chưa hề lo lắng chút nào. Lão luôn có cảm giác, nếu đưa cậu học trò của mình tới lằn ranh giữa sự sống và cái chết, lúc đó kỳ tích sẽ xuất hiện. Sư phụ của mình có vẻ như suy nghĩ hơi xa, nhưng Khánh Trần không muốn ngài ấy thất vọng. Dù cho hắn sở hữu khả năng về ký ức, có thể không ngừng phân tích, ghi nhớ hoàn toàn động tác Lý Thúc Đồng đã dạy cho hắn. Nhưng nếu không cho hắn luyện tập, hắn nhất định không làm được. Tuy nhiên may mắn là, hắn có gấp đôi thời gian so với người bình thường. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 127, Sống Nương Tựa Vào Nhau. Ngọn núi thẳng đứng hơn 10 mét, Khánh Trần đưa cho Giang Tuyết một đầu dây thừng để cô đi đường vòng lên đỉnh núi. Hắn buộc đầu dây kia vào ngang hông mình, phòng trường hợp chẳng may trong quá trình leo núi. Độ cao này tương đương với một tòa nhà 6-7 tầng, chẳng may ngã xuống không chết cũng tàn phế. Trên đỉnh núi không có một cái cây nào. Giang Tuyết chỉ còn cách buộc đầu dây ngang hông mình, sau đó đào một cái hố để giữ cho mình không bị kéo xuống. Dùng cách này mới đủ sức giữ cho Khánh Trần nếu chẳng may trượt tay không bị ngã xuống. Khánh Trần còn chưa leo lên. Cô đã cầm thật chặt đầu kia đoạn dây thừng, chỉ cần có chuyện không may cô sẽ giữ thật chặt. Làm vậy sẽ khiến Khánh Trần không bị chấn thương. Với lại, cô làm như vậy sẽ tránh trường hợp khi Khánh Trần hạ xuống, cô bị kéo theo. Khánh Trần đứng yên lặng nhìn vách núi trước mặt, bình tĩnh nhìn lên. Hắn từ từ nhớ lại từng hành động, từng lời nói của sư phụ. Từ phía xa nhìn vào vách núi sẽ cảm nhận nó là một khối hoàn chỉnh, không có gì bấu víu. Nhưng thời điểm con đến gần nó, sẽ thấy những đường vân chằng chịt trên đó. Giờ phút ấy, con sẽ cảm nhận được nó giống như những đường vân trong lòng bàn tay của một người đá khổng lồ. Đó là con đường tắt để con tiến gần đến bầu trời. Đó là con đường thế giới tạo cho con đi, dù chưa từng có người nào đi qua. Vách đá trước mặt Khánh Trần bỗng nhiên biến thành các khối hình học. Hắn thấy được nơi có hòn đá nhô ra, còn có những khe hở do tự nhiên tạo thành. Lúc ấy, con chỉ cần biến bàn tay, cánh tay, bàn chân, đôi chân thành những thứ máy móc mạnh mẽ nhất. Con hiểu rõ chúng,
điều khiển được chúng theo ý của mình. Lúc này, đường lên trời sẽ thuộc về con. Khánh Trần hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay của mình nắm lấy tất cả những chỗ mình có thể bám vào, từ từ leo lên đỉnh núi. Hắn đặt những lời dạy bảo của sư phụ thành kiến thức và kinh nghiệm của mình. Ký ức, tài năng, sức mạnh là những thứ Khánh Trần có. Nhưng bỗng nhiên hắn nhận ra, muốn tới nơi gần với bầu trời nhất, còn cần thêm một chút may mắn nữa. Thời điểm Khánh Trần leo đến nơi cách mặt đất 10 mét, một viên đá trên vách núi bỗng nhiên không còn chắc chắn, cậu bé nhíu mày lại, tư thế vốn dĩ tạo hình tam giác của cậu đang ổn định lại bị phá vỡ. Hắn có thể cảm nhận được, rất nhanh mình sẽ rơi từ trên vách đá xuống. Cảm giác mất đi trọng lượng ấy khiến Khánh Trần cảm nhận được cái chết ngay trước mặt. Giờ phút ấy, đoạn dây thừng buộc ngang hông đã phát huy tác dụng của nó, giữ Khánh Trần lơ lửng trên không. Giang Tuyết đứng tại đỉnh núi, cắn răng dùng sức kéo dây thừng, từng chút một thả Khánh Trần xuống dưới đất. Đoạn dây thừng bên hông, đoạn dây trong lòng bàn tay được giữ vô cùng chắc chắn. Lúc này, Khánh Trần nhớ lại từng cảm giác vừa mới xảy ra, hắn nhận được một kinh nghiệm mới. Có đôi khi thế giới này sẽ lừa dối bạn, nhìn qua sẽ thấy viên đá vô cùng chắc chắn nhưng bỗng nhiên lại biến thành lỏng lẻo. Những chuyện này thế giới sẽ chẳng quan tâm, nên điều mình có thể làm ngoài cẩn thận ra vẫn là cẩn thận. Khánh Trần nhìn lòng bàn tay của mình, ngón tay đã bị cứa đứt, máu đã bắt đầu chảy ra, chỉ cần chạm vào sẽ thấy đau nhức vô cùng. Giang Tuyết đứng trên đỉnh núi hô to, "Tiểu Trần, không sao chứ?" Khánh Trần cười cười, "Cảm ơn cô Giang Tuyết, cháu không sao, chúng ta tiếp tục." Thời gian chỉ còn mấy ngày, trong những ngày ấy, Khánh Trần thử một lần, thất bại một lần. Sau đó đứng dưới, nhớ lại những lần thất bại đó, rồi tiếp tục leo lên đỉnh núi dựng thẳng đứng kia. Đôi bàn tay của hắn bị rách đến không thể nào rách hơn nữa rồi, nhưng Khánh Trần không quan tâm, tiếp tục miệt mài huấn luyện. Từ phía xa nhìn lại, vách núi vốn dĩ màu trắng, qua mấy ngày luyện tập đã xuất hiện vệt đỏ mờ mờ, đó là do máu trên tay của cậu bé chảy ra. Nếu không có loại thuốc đặc biệt mà Giang Tuyết mang về, có lẽ Khánh Trần đã không thể nào chịu nổi cường độ luyện tập như vậy. Thời gian 5 ngày, mỗi ngày Khánh Trần đều luyện tập leo vách núi. Nếu cơ thể quá mệt mỏi thì lại nằm dưới chân núi nghỉ ngơi. Hắn chờ Lý Đồng Vân hay Giang Tuyết mua đồ ăn cho, ăn no lại tiếp tục luyện tập. Ngày mai, mùng 8 tháng 10, chuẩn bị đến ngày khai giảng, nhưng Khánh Trần cảm thấy mình vẫn chưa luyện tập đủ. Nếu như không phải hắn lo lắng xin nghỉ sẽ bị người ta để ý, có lẽ hắn sẽ tiếp tục ở lại luyện tập trên núi Lão Quân 2 ngày nữa, cho đến khi đếm ngược về không. Giang Tuyết hỏi Khánh Trần, tại sao cháu phải luyện tập leo núi bằng tay không? Khánh Trần trả lời, bởi vì một khi leo lên đỉnh núi, sẽ mở ra một cuộc sống mới khác biệt hoàn toàn. Trèo qua đỉnh núi cao, chính là cánh cửa sinh tử đầu tiên Khánh Trần phải đối mặt. Giang Tuyết không hỏi thêm nữa. Với cô, chỉ cần việc Khánh Trần làm, cô sẽ dùng hết sức của mình giúp đỡ. Mỗi một ngày huấn luyện, cô đều dùng băng gạc và cồn, rửa vết thương trên tay Khánh Trần, cẩn thận từng ly từng tí, lấy hết những bụi bẩn bên trong vết thương ra. Sau đó dùng thuốc thoa lên vết thương. Thuốc có tác dụng trong vòng 6 giờ, đúng 12 giờ đêm cô sẽ giúp hắn thoa lên một lần nữa. Đêm ngày thứ 5, Lý Đồng Vân thấy mẹ mình còn chưa ngủ, vẫn nằm trằn trọc trên giường giống như đau thương chuyện gì đó. Cô kéo áo Giang Tuyết lên, bỗng nhiên nhìn thấy phía lưng mẹ mình, nơi dây thừng buộc vào, đã xuất hiện một vòng đỏ. Nhiều chỗ phồng rộp có cả bóng nước, có vài chỗ còn rớm cả máu. Mỗi lần Khánh Trần ngã xuống là phần eo của cô cũng bị thương. Lý Đồng Vân đau lòng hỏi, mẹ, mẹ có đau lắm không? Mấy ngày nay sao người không nói với con? Giang Tuyết cười cười, không sao đâu Tiểu Vân. Người mang thuốc từ thế giới bên trong vẫn còn chút, con đến chỗ anh Khánh Trần lấy thoa cho người. Lý Đồng Vân định đi lấy thuốc về. Giang Tuyết ngăn cô bé lại, không được, hôm nay nay anh con chảy rất nhiều máu, trên thân thể cũng bị chảy ra. Đêm mẹ còn phải thoa cho anh ấy thêm lần nữa. Thuốc mẹ mang về còn thừa không nhiều, chỉ đủ dùng cho một người, chúng ta không nên kéo chậm tiến độ của anh ấy, con biết không? Mắt Lý Đồng Vân đã đỏ lên, nhưng mẹ cũng bị thương mà, nhìn qua đã thấy rất đau rồi, mẹ biết mình thế nào mà. Giang Tuyết cười, chút bị đau này đáng là gì, với lại chỗ mẹ xuyên qua cũng không có nguy hiểm gì. Anh Khánh Trần của con hiện tại quá khó khăn, anh ấy bị thương nhiều chỗ như vậy, mà hiện giờ chỉ có mẹ và con mới giúp được đứa bé ấy. Lý Đồng Vân không đồng ý cách nói này, con cũng thương anh Khánh Trần,
nhưng nếu anh ấy biết việc này nhất định sẽ không đồng ý. Cô bé nói xong chuẩn bị bước xuống giường nói cho Khánh Trần nghe chuyện này. Giang Tuyết vội vàng nắm chặt tay cô bé lại. Giang Tuyết nghiêm túc nói, con không được nói chuyện mẹ bị thương cho anh Khánh Trần nghe biết không? Nếu đứa bé ấy biết mẹ cũng bị thương, nhất định sẽ không đồng ý thoa thuốc. Giang Tuyết nhẹ giọng khuyên bảo, chúng ta có thể giúp anh Khánh Trần của con làm việc đã rất vui vẻ rồi. Chúng ta không thể để mọi việc cho mình anh con gánh vác được, có đúng hay không? Vâng, cuối cùng Lý Đồng Vân cũng bỏ đi ý định của mình. Hai người không biết rằng Khánh Trần đã đứng lặng từ lâu bên ngoài cửa. Hắn dự định đến bàn về việc đi lại sáng ngày mai, thế mà lại nghe được đoạn nói chuyện này. Cánh cửa gỗ nho nhỏ trong nhà dân cũng không có tác dụng cách âm, Khánh Trần ngây người ra tại chỗ. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, trong thế giới rộng lớn mênh mông này có người cho hắn nương tựa vào. Hắn cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp mà đã lâu hắn chưa có được. Chương 128, sóng yên biển lặng. Đếm ngược 41 tiếng 20 phút, sáng sớm, Khánh Trần, Giang Tuyết và Lý Đồng Vân cùng nhau bắt chuyến xe bus đầu tiên về thành phố. Hiện tại, Giang Tuyết đã bị sa thải khỏi vị trí giáo viên mỹ thuật, nhưng Khánh Trần và Lý Đồng Vân vẫn phải tiếp tục đi học. Thật ra, Giang Tuyết rất thích công việc của mình, nhưng thân phận lữ khách thời gian của cô gây ra quá nhiều sự chú ý, bởi vì hai cánh tay lúc nào cũng đeo bao tay dễ khiến người ta xì xào bàn tán. Loại cảm giác ấy vô cùng khó chịu. Tại thế giới bên trong, phòng khám của cô còn chưa mở cửa kinh doanh, nhưng do tập đoàn Lý Thị nhập cổ phần nên cô vẫn có dư giả tiền sinh hoạt. Không những thế còn tích góp đổi qua vàng mang về thế giới bên ngoài nữa. Tới bây giờ, Giang Tuyết vẫn chưa đủ khả năng tự mình mở cửa phòng khám. Thiết bị thay đổi, với lại cái nghề sửa chữa, thay thế máy móc này không phải dễ dàng học được. Muốn trong thời gian ngắn học nghề này là không thể. Cũng may, Lý Thị gửi đến một nữ giáo viên thật sự xuất sắc. Không chỉ dạy cô kiến thức thực hành, mà có những thời điểm khách hàng nằng nặc đòi vào khám cũng giúp cô kiểm tra, cũng như giúp cô thay thế máy móc. Tiền lương giáo viên là do Lý Thị trả. Hiện tại dù cho Giang Tuyết mặc kệ thì phòng khám cũng có thể tự kinh doanh tốt. Nhưng Giang Tuyết là người ham học hỏi, tại thế giới bên trong cô chưa từng lười biếng. Cô cũng muốn mình nhanh chóng học được nghề nghiệp này, như vậy mình mới có thể trở thành một người có ích. Trên chuyến xe bus hiện giờ chỉ có 3 người Giang Tuyết. Bởi vì vụ án bắt cóc nên núi Lão Quân chẳng còn một du khách nào, mà chuyến xe bus đầu tiên bao giờ cũng ít người. Khánh Trần nhớ tới một việc là hắn còn một vài câu tiếng Nhật chưa dịch ra. Hắn mở phần mềm dịch thuật, đầu tiên nhớ lại lời của thần đại không âm nói với hắn, rồi nói lại từng câu từng chữ. Kết quả từ phần mềm dịch gửi tới là lời từ biệt của thần đại không âm với hắn, cũng mong hai người có thể gặp lại nhau lần nữa. Khánh Trần tiếp tục nhớ lại lời nói của thần đại tĩnh thừa bằng tiếng Nhật. Sau đó phần mềm dịch thuật hiện ra, hiện tại chú cần cháu đứng dậy tiếp khách. Ít ra cháu còn được gả cho một người nổi bật trong thế hệ trẻ Trần Thị, còn hơn thần đại không âm bị gả cho một tên phế vật, với cháu mà nói đã là kết quả rất tốt rồi. Khánh Trần bó tay, không ngờ vị sư phụ của mình có thể nghe hiểu tiếng Nhật, thầy ấy cũng không hề lừa dối mình. Nghĩ lại cũng đúng, thần đại tĩnh thừa nói tôi muốn diệt khẩu, Lý Thúc Đồng dịch ra là tên đó muốn chết ở đây, ý nghĩa hình như chẳng khác nhau gì. Sư phụ phiên dịch, vẫn tính là thật thà. Lý Đồng Vân ngồi ở hàng ghế sau, nhẹ nhàng nhổm lên nói vào tai Khánh Trần, anh Khánh Trần, anh lẩm bẩm cái gì thế? Không có gì, Khánh Trần trả lời. Khi xe bus tiến vào nội thành Lạc Thành, Khánh Trần không về nhà mà đến thẳng trường. Thời điểm hắn bước vào lớp học, đã nhìn thấy Nam Canh Thần cũng nhìn thấy Khánh Trần. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải chào hỏi, mà là dùng hai tay che lấy mặt. Được rồi, được rồi. Khánh Trần tức giận nói, có chút chuyện cũng không lớn lắm, mà chỉ có mình tao biết còn ai biết nữa đâu. Hai ta cũng đâu xa lạ gì, yên tâm đi, tao không nói chuyện này cho người khác biết đâu. Nam Canh Thần xấu hổ, bỏ đôi bàn tay ra khỏi mặt, nói một cách giả dối, tao có chuyện gì. Anh Trần, anh nói gì em không hiểu. Khánh Trần thở dài, tao biết mày xấu hổ, nhưng không cần nhạy cảm đến vậy chứ. À, Nam Canh Thần nhíu mày, vịt là gì? Tao không phải là vịt. Khánh Trần nghe xong chỉ biết im lặng. Hắn chẳng thèm quan tâm thằng này nữa, mà mở điện thoại ra bấm vào khu vực tìm kiếm. Có một tin tức khá thú vị, lần nghỉ quốc khánh này có một điều khác biệt,
Những nơi mà mọi người chọn đến chính là 19 thành phố xác nhận có xuất hiện lữ khách thời gian được tham gia Open Beta. Số lượng khách cực kỳ lớn. Còn có một tin tức nữa. Có một người con trai sau khi xảy ra sự kiện xuyên Việt, cuối tuần nào anh ta cũng đến thành phố có xuất hiện lữ khách thời gian. Anh ta cũng không có tiền, chỉ có thể ngủ tại quán net. Anh ta cứ chờ đến lúc chuẩn bị phải làm việc mới bắt xe trở về nơi làm việc của mình. Đương nhiên, trừ những người không có tiền phải làm cách đó ra, có rất nhiều đến định cư ở 19 thành phố được xác định. Khánh Trần mở group chat của nhóm bạn học cấp 2 ra xem. Trường học của đám bạn ấy hầu hết đều có học sinh chuyển trường. Thế giới này diễn biến theo đúng dự đoán của Khánh Trần. 19 thành phố có thể tham gia Open Beta sẽ ngày càng tấp nập. Hắn mở ra một tin tức khác. Lần trở về này, hiếm thấy là Hà Tiểu Tiểu không đăng lên bài giới thiệu nào. Anh ta chỉ đăng lên một tin. Tức ngắn, thông báo gần hoàn thành các căn cứ điểm. Rất nhanh lữ khách thời gian có thể tiến vào giao lưu tin tức. Đến lúc đó, ai muốn vào trong nhóm nhất định phải được kiểm tra. Chỉ khi bọn họ xác định được thân phận lữ khách thời gian mới có tư cách vào trong nhóm. Lúc này, Khánh Trần lộ vẻ ngạc nhiên. Ồ, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đâu? Nam Canh Thần nhỏ giọng nói. Anh Trần, anh không nghe gì sao? Hình như Vương Vân chết rồi, còn Bạch Uyển Nhi cũng đã chuyển trường. Khánh Trần ra vẻ giật mình. Chết rồi. Ừ, Vương Thiên Trần lớp bên có nói, Vương Vân chết trong tay nhân vật lớn tại thế giới bên trong. Nam Canh Thần trả lời, còn có người nói, gia đình họ Vương sẽ trả thù. Anh Trần yên tâm, tao tuyệt đối không nói tin tức mày bắn gãy hai chân cô ta đâu. Bí mật này dù tao vào trong mộ cũng không cho người khác biết, nó còn quan trọng hơn cả bí mật của tao. Vậy sao Bạch Uyển Nhi phải chuyển trường? Khánh Trần hỏi. Anh Trần, chắc anh không đọc tin nhắn bên trong nhóm phải không? Cô ta chào tạm biệt mọi người. Nam Canh Thần nói thêm, có lẽ do bạn thân đã chết. Tác động tâm lý của cô ta quá mạnh. Sau đó, cô ấy thoát ra khỏi nhóm, kèm theo hủy hết kết bạn với tất cả bạn học. Khánh Trần suy nghĩ, một học sinh cấp 3 bình thường gặp phải chuyện lớn như vậy, thật sự không cách nào điều chỉnh tâm lý như không có việc gì được. Mấy ngày nay, hắn chăm chỉ luyện tập nên chẳng biết trong lớp xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều, hắn không ngờ tin tức Lý Thúc Đồng mất tích tại nhà tù số 18 đến bây giờ vẫn chưa bị người ta truyền ra. Chẳng lẽ vẫn chưa có người biết Lý Thúc Đồng đã biến mất sao? Hay là có người biết, nhưng để tránh việc lộ thân phận bản thân nên vẫn giấu không nói. Lần này trở về, không có người nào để lộ chút tin tức nào. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân còn trong bệnh viện, Bạch Uyển Nhi đã chuyển trường, cho nên bầu không khí có phần ngột ngạt. Thời điểm tiết thứ nhất còn đang diễn ra, Giang Tuyết nhắn cho Khánh Trần một tin qua WeChat, Tiểu Trần, cháu mau trở về xem. Có môi giới dẫn người đến xem nhà của cháu. Mà người ta còn có chìa khóa phòng nữa. Cô hỏi bọn họ xem chuyện gì vậy. Bọn họ trả lời chủ phòng muốn bán căn phòng ấy. Hình như cha cháu tối qua có về nhà, hiện tại đã đi rồi. Khánh Trần ngạc nhiên. Hắn tính toán thời gian, có lẽ cha hắn Khánh Quốc Trung đã được thả ra rồi. Hắn không thèm để ý tiết học còn đang diễn ra, vội vàng đứng dậy trở về nhà. Các bạn đang nghe chuyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừu Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 129, chấm dứt. Khánh Trần chạy nhanh trên đường. Thời điểm hắn leo tường ra ngoài, vết thương trên tay vẫn còn chưa khỏi hẳn, không ngờ lại bị hàng rào sắt rạch cho một đường nữa. Sắc mặt cậu bé lạnh lùng vô cùng, hắn không ngờ được người cha của mình sau khi được thả ra, việc đầu tiên là bán nhà. Khi hắn về tới nhà, đã nghe tiếng môi giới vọng ra, các vị đừng thấy căn phòng này nhỏ, nhưng nó thuộc loại chung cư điển hình. Chỉ cần có hộ khẩu, con cái ngay lập tức được học ở trường quốc tế Lạc Thành. Còn nữa, nơi này cách trường học không xa, mấy đứa nhỏ chỉ cần 5 phút đồng hồ là có thể tới trường. Nếu xa quá, các vị đưa đón cũng khó khăn, đi xe đạp lại không an toàn. Với lại, mỗi ngày con cái mình được ngủ thêm 40 phút, điều này rất tốt trong thời gian phát triển. Trong phòng, có 6 người đang quan sát phòng, hình như là 3 đôi vợ chồng đang đi lại khắp nơi trong phòng. Vào lúc này, người môi giới tiếp tục nói, chủ thuê nhà cũng đã nói, con của anh ấy là thủ khoa tại Lạc Thành, xem như đây là nơi ở cũ của thủ khoa. Khánh Trần, nín lặng. Thật sự,
Hắn không ngờ cái danh hiệu thủ khoa của mình lại có giá trị trong việc mua bán nhà ở. Khánh Trần nói bằng giọng điệu lạnh nhạt, ai bảo các người đến xem phòng. Phòng này không phải để bán. Âm thanh vừa phát ra, đám người đều quay lại nhìn Khánh Trần. Người môi giới do dự chút rồi hỏi, cậu là? Khánh Trần trả lời, thủ khoa. Môi giới nghe xong chỉ biết im lặng. Mấy cặp vợ chồng đang xem nhà, theo bản năng nhìn lên tấm hình treo trên tường. Bức hình là ảnh lưu niệm lúc Khánh Trần nhận thưởng. Lúc ấy, thành phố Lạc Thành thưởng cho hắn 5.000 tệ. Đương nhiên, tiền này đã bị Khánh Quốc Trung thua bài hết. Người môi giới do dự, phòng này đã được ông Khánh Quốc Trung nhờ chúng tôi bán hộ. Tôi cũng đã nhìn qua giấy tờ đất, trên đó ghi tên ông ấy, chuyện này không sai được. Với lại, chìa khóa là do ông ấy đưa cho chúng tôi, vừa nãy ông ấy còn ở đây mà. Như vậy đi, tôi sẽ gọi điện lại lần nữa xác nhận với ông Khánh Quốc Trung. Gã này nói xong bèn lấy điện thoại ra gọi điện cho Khánh Quốc Trung, hơn nữa còn để loa ngoài. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng đánh mạt trược, Khánh Quốc Trung tỏ ra mất kiên nhẫn, chuyện gì? Xin chào ông Khánh Quốc Trung. Môi giới nói, là thế này, tôi có dẫn mấy gia đình tới nhà ông xem. Mà gặp được con trai của ông, cậu ấy nói không muốn bán. Khánh Quốc Trung tỏ vẻ nghi ngờ, không phải thằng nhóc kia còn đang học à, làm sao lại về nhà giờ này? Mà không sao, các người không cần để ý đến nó, phòng này đứng tên tôi nói bán là bán, sổ đỏ tôi đang cầm. Người môi giới nói, à, điều này không được đâu ông Khánh, chuyện này cần ngài về giải quyết ổn thỏa. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề khi bàn giao nhà. Vậy được rồi, chiều mai tôi sẽ qua đó. Hiện tại còn đang bận. Khánh Quốc Trung nói. Gã nói xong lập tức cúp điện thoại. Tên môi giới yên lặng cầm điện thoại suy nghĩ, rồi quay qua nói với Khánh Trần. Ai già, vậy chúng tôi đợi đến chiều mai sẽ quay lại. Có một nghi vấn quanh quẩn trong đầu Khánh Trần là tại sao Khánh Quốc Trung vừa mới ra tù đã được đánh bài. Hắn chờ tất cả mọi người đã ra khỏi cửa, lập tức đi đến cuối giường, bỗng phát hiện số tiền mấy nghìn tệ mình bán vàng lần trước đã bị Khánh Quốc Trung lấy mất. Khánh Trần là một học sinh, lại được xã hội biết tới là học sinh nghèo học giỏi. Nếu trong ví hắn có mấy nghìn tệ sẽ rất dễ bị người ta nghi ngờ. Hắn cảm thấy mình khá may mắn khi đã đem số vàng đạt được ở núi Lão Quân và trước đó cất trong ba lô, nếu không thật sự mất thêm 4 cây vàng nữa. Lúc này, Giang Tuyết đi đến, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Trần, không sao chứ? Khánh Trần im lặng lắc đầu. Giang Tuyết nói tiếp, cô đã nói chuyện với người môi giới. Cha cháu muốn bán căn phòng này, cháu muốn ngăn cản cũng không được. Trên giấy tờ, căn phòng này là của ông ấy. Bên ngoài còn có tiếng nói chuyện ồn ào, đây là người môi giới đang giải thích với khách hàng. Dù sao, người ta đã sắp xếp thời gian đến xem phòng mà ra về tay không, tất nhiên có khó chịu trong lòng. Vâng, Khánh Trần nhỏ giọng trả lời, cháu cũng đừng đau lòng. Tiểu Trần, người cha như vậy cũng không xứng đáng. Về sau cháu ở nhà cô cũng được. Tiểu Vân ngủ với cô giúp cháu dọn dẹp phòng Tiểu Vân gọn gàng lại chút là có thể ở. Giang Tuyết an ủi. Từ nay về sau, cháu chính là người nhà của chúng ta, cứ an tâm học hành, sau đó tiền đại học cô sẽ chu cấp. Khánh Trần cười cười, không sao đâu cô Giang Tuyết. Tiểu Vân đã lớn, sao có thể ở chung phòng với cô được. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền tới. Khánh Trần nhìn ra, phát hiện người gõ cửa là Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đang ngồi xe lăn ở bên ngoài. Phía sau hai người, còn có người phục vụ chỉ để đẩy xe lăn. Hồ Tiểu Ngưu do dự một chút rồi nói, bạn học Khánh Trần, bọn mình ở bên ngoài đã nghe thấy môi giới nói chuyện với khách hàng. Ý mình là thế này, mấy bạn phòng bên cạnh chuyển đi rồi, phòng thì bọn mình đã mua, nếu cậu không chê có thể qua bên đó ở. Thật sự, cuộc sống Hồ Tiểu Ngưu từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua chuyện này. Cậu ta nghĩ mãi cũng không ra, tại sao có người cha bán cả phòng ở khiến con mình bơ vơ. Cậu ta không thể nào hiểu được. Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời, thật sự cảm ơn ý tốt của cậu. Cậu đưa ra sự giúp đỡ đúng lúc mình cần nhất, nhưng mình không thể ở không được. Mình biết cậu không thiếu tiền, nhưng xin hãy nhận tiền thuê. Với lại, mình sẽ nhớ kỹ nhân tình này. Hồ Tiểu Ngưu cười, được rồi, không thành vấn đề. Trong suy nghĩ Khánh Trần, cậu ta tuy thừa phòng ở, nhưng không nhất định phải cho mình thuê. Hắn nhớ kỹ chuyện này. Nếu tương lai cậu ta gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ ra tay cứu đối phương một lần. Hồ Tiểu Ngưu sai người mang chìa khóa tới đưa cho Khánh Trần. Tiền thuê nhà bình thường vào khoảng 1.200,
nhưng phòng này bọn mình đã sửa lại cẩn thận. Ví dụ như điều hòa, vật dụng trang trí hay nhà vệ sinh, tivi, cho nên giá tiền thuê phải cao hơn một chút, 1.400 nhá. Cậu cảm thấy sao? Vô cùng hợp lý. Khánh Trần quay qua nói với Giang Tuyết, cô Giang Tuyết trả giúp cháu khoản này nhé, sau cháu kiếm được tiền sẽ trả lại cho cô. Ừ, Giang Tuyết gật đầu. Hồ Tiểu Ngưu chân thành nói với Giang Tuyết, trước đây có một vài nguyên nhân mà bọn cháu đã có chỗ không phải với cô. Mong cô tha lỗi, hy vọng việc đó không để lại ấn tượng xấu, mong rằng sau này chúng ta có thể là bạn bè. Giang Tuyết mỉm cười, không sao đâu cậu bé, đừng để trong lòng. Vâng, Hồ Tiểu Ngưu gật đầu. Cậu ta nói xong bèn từ từ đứng dậy, vịn cầu thang đi từng bước một lên tầng. Người giúp việc phía sau giúp cậu ấy vác xe lăn lên trước. Giang Tuyết nhìn Khánh Trần, tiếp theo cháu định làm gì? Khánh Trần nhìn lại căn nhà quen thuộc của mình, trong căn phòng mờ tối, rèm cửa, ghế sofa đã cũ. Hắn vẫn luôn có cảm giác mình sẽ phải rời khỏi nơi này, nhưng không ngờ ngày ấy đến quá nhanh, nhanh đến mức hắn vẫn còn lưu luyến. Hắn vẫn còn nhớ, những năm trước, cha còn mua gạo và thức ăn về nhà. Hai người ngồi trên ghế salon trước cái bàn cùng ăn. Hắn nhớ rất kỹ khi ấy có cả đàn kiến tới kiếm ăn. Mẹ hắn là Trương Uyển Phương lúc đó sẽ phàn nàn côn trùng quá nhiều, căn phòng đã xuống cấp trầm trọng. Hắn cũng nhớ nhìn từ chiếc bàn học của mình ra ngoài, có thể nhìn thấy cây sung trước cửa nhà. Tiếp đến, mẹ rời đi. Tiếp theo, cha không trở về nữa. Có lẽ đó là những ký ức tốt đẹp còn sót lại. Nhưng chuyện đã tới nước này, có lẽ đã đến thời điểm chấm dứt. Khánh Trần đứng trong căn phòng nhỏ thân quen lầm bầm, ngày mai nên là ngày buông bỏ quá khứ về cuộc sống cũ. Chương 130, bán nhà. Ban đêm, đường Bắc Đại thành phố Lạc Thành là một trong số những con đường nhộn nhịp nhất. Hai bên đường vẫn giữ được phong cách kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc, trên con đường đá xanh còn đó dãy đèn lồng mang hơi hướng lễ hội. Trên con đường dài khoảng chừng một cây số, có bán chân gà nướng, bánh bột mì. Những món ăn này được bán trên chiếc xe nhỏ có cùng phong cách, được nối tiếp nhau san sát dọc theo hướng nam. Trời vừa tối, đèn lồng đã được bật. Trên phố đi bộ mọi người chen chúc nhau, vô cùng nhộn nhịp. Trong một ngõ nhỏ, phía nam đường Bắc Đại, có một cửa hàng nhỏ nhỏ, phía trên có treo biển, thu mua giá cao mao đài, đông trùng hạ thảo, nhân sâm, vàng bạc. Trong cửa hàng, có một ông lão đang đứng trên một chiếc ghế dài trước cửa. Lão dùng khăn lau, nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên chiếc đèn lồng trước cửa. Hôm nay giá vàng thế nào? Một giọng nói khàn khàn phía sau ông lão vang lên. Lão nhìn lại, tỏ vẻ vui mừng, thằng nhóc, lại là cậu à. Đó là Khánh Trần, hai tay đút vào túi áo hút đi, đầu đội mũ trùm. Nếu như không nhìn kỹ sẽ rất khó nhìn ra dáng vẻ của hắn. Có điều, Khánh Trần trong ký ức ông ta còn mới mẻ, với lại lần trước còn kiếm lời lớn, cho nên liếc nhìn đã có thể nhận ra. Khánh Trần bình tĩnh nói, tôi đã hỏi qua các cửa hàng khác. Dù không có hóa đơn cũng sẽ thu vào theo giá cả bình thường, các hiệu cầm đồ khác đều như vậy. Ông lão không hề tỏ ra xấu hổ, lão cười mỉm, ai bảo cậu không muốn để lộ thân phận, hiệu cầm đồ khác đều có. Camera giám sát, không những thế các cửa hàng đó còn bắt lưu lại thông tin, rất dễ điều tra lai lịch. Nếu muốn phi tăng vật phẩm, phải có người dám làm, tôi cũng chịu rất nhiều rủi ro đúng không? 400 tệ. Khánh Trần nói ra con số, tôi khuyên ông nên cho tôi một con số chấp nhận được, thấp quá tôi sẽ lập tức rời đi. Ông lão tươi cười hớn hở, đừng nóng vội, hôm nay giá vàng 390, tôi trả cậu 300, thế nào? Khánh Trần quay người rời đi. Lão già thấy vậy vội vàng nhảy xuống ghế, giữ hắn lại, người trẻ tuổi sao thiếu kiên nhẫn vậy? 320, không thể nhiều hơn. Được, Khánh Trần nhanh chóng bước vào bên trong cửa hàng, tôi muốn tiền mặt. Lão ta đứng phía sau Khánh Trần nói, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, nếu như cậu nhất định phải lấy tiền mặt, tôi chỉ có 100.000. Khánh Trần cười lạnh, một người chuyên thu mua đồ ăn trộm mà chỉ có 100.000 tiền mặt. Tôi không tin, ông già, nếu như ông còn giở trò nhằm ép giá, cuộc mua bán của chúng ta nên dừng lại đây thôi. Được rồi, ông lão nhủ thầm, thằng nhóc này khó lừa thật, trước tiên phải kiểm tra hàng cái đã. Khánh Trần lấy thỏi vàng ra. Ông lão dùng phương pháp đo mật độ vàng trong nước, cuối cùng xác định vàng thật, sau đó đi vào nhà lấy ra 128.000 tiền mặt, bỏ vào trong túi nhựa màu đen.
cậu sẽ lại tiếp tục kiểm tra tiền nữa đấy chứ? Ông lão nghi ngờ hỏi. Sau đó lão trơ mắt nhìn Khánh Trần kiểm tra từng đồng tiền một, sau đó cậu bé rút ra 5 tờ tiền trả lại, làm ơn, đổi hộ tôi 5 tờ này. Má, lão vừa nói người trẻ tuổi trước mắt thiếu kiên nhẫn, nhưng hành động của cậu ta lại khiến lão kinh ngạc. Khi lão đưa lại 5 tờ tiền đổi, vẻ mặt có chút không cam lòng. Lão đập vào tay Khánh Trần, thật sự bội phục cậu. Cẩn thận như cậu, đúng thật lần đầu tôi gặp được. Sắc mặt Khánh Trần không hề thay đổi trả lời, một lão già lươn lẹo như ông, tôi cũng mới gặp lần đầu. Hắn nói xong, không chút do dự bước ra khỏi cửa hàng. Lần này, hắn đưa hết tiền cho Giang Tuyết. Một phần, hắn chuyển vào tài khoản WeChat, dùng để trả phí di động. Nếu có người hỏi, Giang Tuyết sẽ trả lời, tiền trả công cho Khánh Trần giảng bài cho Lý Đồng Vân. Phần còn lại, hắn gửi vào trong tài khoản ngân hàng mà Giang Tuyết vừa mới lập. Khánh Trần mang theo bên người một ít phòng khi cần sử dụng. Giang Tuyết có thân phận là lữ khách thời gian nên không cần lo lắng có người nghi ngờ. Mà hắn lại khác, đột nhiên tài khoản cộng vào một số tiền lớn không rõ nguồn gốc sẽ khiến người đang chú ý cẩn thận điều tra. Chủ nhân tem ác quỷ đã có ý khiêu chiến, hắn cần phải cẩn thận. Lúc hắn về nhà, đã thấy Lý Đồng Vân đang xem TV bên trong căn phòng hắn vừa thuê. Cô bé tươi cười hớn hở nói, anh Khánh Trần, trong căn phòng này tất cả rèm cửa đều chạy bằng điện. Mà tuyệt vời hơn là bóng đèn trong phòng có thể điều khiển bằng điện thoại di động. Bồn cầu cũng chạy bằng điện, truyền hình trên TV được đăng ký hội viên VIP thời hạn 1 năm, có rất nhiều phim hoạt, hình mới. Khánh Trần giờ khóc giờ cười, cô bé dù trưởng thành sớm vẫn là đứa nhỏ. Cho nên thứ hấp dẫn cô bé là tài khoản VIP đã đăng ký 1 năm kia. Lúc này, Giang Tuyết đã sắp xếp lại phòng, cô mang tất cả chăn ga gối đệm đổi mới hoàn toàn. Lý Đồng Vân nhảy từ salon xuống, ra vẻ tội nghiệp ôm lấy eo mẹ mình. Mẹ, chúng ta tối nay ở đây đi, cùng anh Khánh Trần ở cùng một chỗ. Giang Tuyết tức giận nói, đây là nhà anh Khánh Trần vừa thuê, con nói ở là ở sao? Mẹ, Lý Đồng Vân bỗng nhiên nói, người cũng đã trải chăn đệm ở cả 2 phòng ngủ rồi mà. À, mặt Giang Tuyết bỗng chốc đỏ lên, giống như bị người nói trúng tim đen. Thật ra, bọn họ không hề có quan hệ máu mủ ruột thịt. Nhưng bây giờ đã giống người thân, cảm giác mỗi người không cách nào tả được, thứ tình cảm thuần khiết, không trộn lẫn tiền tài, danh lợi, dục vọng. 3 người, Khánh Trần, Giang Tuyết hay cả Lý Đồng Vân đều là những người đáng thương tại thế giới này. Bởi vì có sự kiện xuyên Việt, khiến cuộc sống bọn họ gắn liền một mối. Giang Tuyết từng trải qua nguy hiểm, song nói gì thì nói cô vẫn là cô gái chân yếu tay mềm, sẽ có sợ hãi và cảm giác không an toàn. Thời điểm cô dọn phòng, không biết lúc đó suy nghĩ thế nào đã dọn dẹp cả 2 phòng. Nhưng sau đó cô đã hiểu, trong đầu mình vẫn có suy nghĩ, nếu chẳng may gặp chuyện gì có thể dẫn Tiểu Vân qua đây ở. Có điều, chuyện này bị Lý Đồng Vân nói ra quá sớm. Khánh Trần vội vàng nói, cô Giang Tuyết, căn phòng này lớn hơn căn phòng của 2 nhà chúng ta khá nhiều, gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Mà cháu không dùng đến cũng lãng phí, nên căn phòng ngủ ấy cứ để cho cô. Cô muốn đến lúc nào cũng được. Lý Đồng Vân nhìn Giang Tuyết nói, đấy, mẹ thấy không? Anh Khánh Trần cũng đã nói như vậy rồi. Thôi được rồi. Nhưng ở tạm đêm nay thôi, ngày mai không được làm phiền anh con nữa. Giang Tuyết đồng ý. Trưa hôm sau, Khánh Trần vừa tan học lập tức về nhà. Hắn chờ Môi Giới và Khánh Quốc Trung tới, đếm ngược 8 tiếng. Buổi chiều, tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 4 giờ, bên ngoài phòng đã vang lên tiếng ồn ào. Hắn nghe được tiếng Khánh Quốc Trung tỏ ra thiếu kiên nhẫn, không phải tôi đã nói với các người rồi sao? Căn phòng này là của tôi thích bán thì bán. Chỉ cần anh hẹn khách tới xem, đưa một cái giá phù hợp tôi sẽ lập tức sang tên đổi chủ. Người Môi Giới phàn nàn, điều quan trọng là con ông không đồng ý chuyện này. Sau này, đến thời điểm sang tên sẽ gặp vài vấn đề. Khi đó, người mua sẽ nói công ty môi giới của chúng tôi không đáng tin cậy. Cậu yên tâm 100% đi, tôi hôm nay về sẽ giải quyết mọi chuyện, Khánh Quốc Trung nói lời khẳng định. Trong trí nhớ của lão, đứa con của mình thuộc loại hiền lành dễ bảo, chẳng có lý nào chống đối mình cả. Khánh Trần yên lặng lắng nghe, mãi đến khi mọi người vào trong nhà. Hắn mới mở cửa bước ra, hắn muốn hôm nay sẽ kết thúc mọi chuyện. Hắn không muốn Khánh Quốc Trung biết sau này mình sẽ ở đâu, nếu không ông ấy thiếu tiền đánh bạc sẽ lại tới tìm hắn.
Các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Dạ Mệnh Danh Thuật, Ác Mộng Của Đêm của tác giả Hội Thuyết Thoại Trừ Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.